Và cái máy in tem nó sẽ xô ván vào. Và bây giờ thì sẽ in tem tự động. Máy tem. Và in tem. À, có cái điều chỉnh cái ấy, cái nó bị lệch rồi. Anh đứng nuôi ra tí cái máy CNC cái nó quay lại rồi. Máy in tem sẽ in tem lần lượt lên trên từng miếng ván một. Sau khi in tem hoàn thiện thì máy in tem nó sẽ đẩy cái tấm ván vào đây. Và máy CNC thì nó sẽ tự động chạy xuống để gắp ván vào. Gắp ván và nhấc lên. Đẩy những phôi đã gia công ra ngoài. Và bàn nâng ở bên này thì tự động kích ván lên. Để in tem tiếp. Cắt cữ bên tay trái và đằng trước sẽ tự động lên xô ván vào đúng vị trí. Rồi. Và máy CNC sẽ bắt đầu hút chạy cắt ván. Và bên này máy in tem sẽ tiếp tục in tem. Bơm thần không đã hoạt động. Và bên này máy in tem sẽ tiếp tục xô ván. Và in tem tiếp tấm ván tiếp theo. Máy CNC đang chạy. Và máy in tem thì sẽ tiếp tục in tem cho cái miếng ván tiếp theo. Và sau khi chạy ránh để gài ván hậu và chạy ránh xong rồi thì máy sẽ thay sang dao 8 ly để cắt ván.